Chào mừng toàn thể các bác đang đăng ký và theo dõi kênh YouTube của Thắng Audio. Thắng Audio hôm nay bên em về một con, tiếp tục con khủng long, con voi còi, con Piuler A200. Con này có video clip trước em về được con khủng long bạo chúa như thế này em đã giới thiệu với các bác rồi. Và cũng không để làm mất thời gian nhiều của các bác, em đã tháo sẵn cái lắp ra và để cho các bác chiêm ngưỡng ruột gan phèo phổi ở bên trong của con A200 voi còi. Con A200 voi còi thì con này thì các bác chưa biết cụ thể thì các bác vào trang Database Audio có cái review nghe rất là chi tiết, và em cũng giới thiệu thêm đôi con A200, con khủng long bạo chúa. Con này thì sản xuất năm 1982, và như các bác nhìn đây, em quay sát vào, em đã quay sẵn rồi để cho tháo sẵn để cho các bác xem. À, đôi này, con này thì như các bác nhìn chạy một con một cục nguồn xuyến rất là to, và bốn con tụ lọc một bên trái và bốn con tụ lọc bên phải, là chạy 8 con tụ lọc. Và con này là chạy 12 con sò than, con 6 con bên này và 6 con ở bên trái và 6 con ở bên phải, các bác nhìn. Và xung quanh con A200 thì được bọc đồng và nó chống nhiễu các cái tác động ở bên ngoài. Con này thì voi còi cực kỳ là khủng long, và hiện tại em đang ghép cùng với cả con Onkyo D77X. Đây ạ, đôi 77X em vừa về xong, em khui thùng em chụp lên luôn cho các bác cùng ngắm luôn. Đây ạ, em đang ghép cùng combo một bộ của nó luôn. Đấy, các bác nhìn, con này thì cực kỳ ấu biển. Con này thì size 42 rất là chuẩn, size 42 cao, con này là 15 kg, nặng khoảng tầm gần 20 kg, cao 15 cm, size là size 42. Con này thì nặng gần 20 cân, con này thì tuyệt vời luôn. Em xin mời các bác thẩm âm và nghe nha. Con này thì giá thì rất cỏ, nhưng mà khủng long bạo chúa thì không con nào bằng con này A200. Xin mời các bác thẩm âm và nghe nhạc một đoạn nhạc rất là uy lực luôn ạ. Con voi còi khủng long thì alo sớm cho em theo số 0983698888 này. Cực kỳ là uy lực, các bác nghe cực kỳ hay. Đây lắp em tháo ra đây.
to tướng. Các bác có nhu cầu sở hữu alo sớm cho em. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh YouTube của Thằng Audio.